3.000. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Ê, 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 mấy em, mấy em. Cái gì? Từ từ nói nha. Yeah. Không có bán gì nữa. Đi. Ê. Nè, 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 nè. Nó nghe nè. Quay lại nó nghe nè. Đấy. Coi hàng rồi thương lượng. Lên giá tí xíu đi. Nha. Gọi đi. Không cần. Làm như chỉ có một mình nó mua hàng hay sao mà sợ? Mày. Tao nói cho tụi mày biết. Hàng cặn của tụi mày không ai mà thèm hút đâu. Nếu không có tao mua những thứ hàng của tụi mày về chia thành những tép nhỏ bán cho những con nghiện hết tiền thì tao đố tụi mày bán hết đống hàng đó đó. Em lên tí xíu được không? Chắc giá 3.300. 3.300. 3.500. 3.500. Lên xíu đi. Thôi được. Mua màu bán đắt, không hơn không kém. Rồi, một tay trao hàng, một tay lấy tiền. Ok. Tiền trao cháu múc. Biến. Dạ. Thầy đại ca ơi. Thầy đại ca ơi. Mày dám lén lấy hàng của Hùng đi bán hả? Trời đất ơi, không có đâu. Hai đứa em đi mốt mấy cái cặn cặn bán kiếm tiền thêm, chứ đâu dám qua mặt anh Hùng đâu. Dạ, dạ đúng rồi đó anh. Anh ơi, anh về nói lại với anh Hùng là tụi này không dám làm lần sau nữa đâu anh. Được. Tụi tao sẽ về nói với ông Hùng. Dạ cảm ơn đại ca. Dạ cảm ơn anh. Nhưng ông Hùng dặn để cảnh cáo tụi bay và cắt nhượng tụi bay để nhớ mãi chuyện này. Anh ơi, anh ơi, anh ơi đừng. Anh ơi. Chào anh. Chào đồng chí. Anh Luật. Phương. Đuổi theo. Có chuyện gì vậy anh? Thằng truy nã. Nhanh lên. To gan quá. Dừng lại không cho bán. Dừng lại. Được tới rồi, nhanh lên. Tại sao lại truy đuổi tôi? Anh là kẻ có hai lần truy nã. Chắc là nhầm tôi dai rồi. Đừng. Nếu không phải, sao anh lại bỏ chạy? Làm gì có chuyện đó? Còn chạy nữa không? Tại sao cô làm gì? Anh cứ lo việc của mình đi. Thank you.
Anh phải cẩn thận đó. Cao Tùng là tay trong của thằng Lâm. Là dấu đâu tao không thấy mày ơi. Mày kiếm ở dưới gầm nè. Kiếm ở đâu trên đó? Thằng Nhí nó hay giấu dưới này lắm. Kiếm đi. Không thấy mày ơi. Mày thọt cái tay sâu sâu vô. Thọt sâu dữ lắm rồi. Ở dưới này nè. Tao để ý tao thấy nó hay cất ở dưới đó lắm. Có rồi. Đó, thấy chưa? Có rồi. Đi. Có rồi. Đi cái gì? Đi. Sao tao đi? Chờ tao chút đi. Ê, nó nghe nè. Gì? Mình làm vậy rồi thằng Nhí nó bị liên lụy sao? Sao mày lo có chuyện bao đồng quá. Xong xuôi công việc rồi á, tao với mày á, xa chạy cao bay rồi. Còn ở đây kể mẹ nó. Tao thấy tội nó quá mày ơi. Nó bắt thằng Nhí á, nó quýnh chết á. Thế kệ nó đi. Ai biểu nó xui làm chi? Nó nghe nè. Mày không sợ quả báo sao? Quả tạ tao còn chưa sợ nữa chứ đừng nói quả báo. Tại nó chứ ai. Tao đã cảnh báo với nó trước về thằng Lâm, thằng chủ của nó. Mà tại nó không nghe. Bây giờ nó ráng nó chịu. Thôi mệt mày quá đi. Đó là hậu quả của nó. Đừng có lo nữa. Ừ nha. Mày nói cũng đúng đó. Thôi bây giờ làm lẹ đi. Tao với mày chùn nè. Mày thấy không? Bây giờ thằng Lâm á, lôi thằng Nhí ra đánh như chó. Ê, không mang vậy đi. Tao mày ở lại làm cho thằng Hùng như cũ được không? Mày khùng hả? Ở lại đặng nó chặt luôn hai cái chân của mày hả? À, hay là mày còn mơ mộng là thằng Hùng nó sẽ nhường cái ghế thằng Lâm em của nó lại cho mày? Không có phải. Tao nói cho mày nghe nè. Tao với mày làm vố này lớn quá. Nó không tha cho tao với mày đâu. Yên tâm đi. Rồi nó chặt chân mày. Ủa mà mày còn chân đâu chặt? Tao sợ nó chặt chân tao rồi ai đẩy cho mày đi. Yên tâm. Tao có viết thơ cho thằng Hùng. Cái gì? Mày viết thơ cho thằng Hùng hả? Mày có điên không? Phải. Tao viết thơ cho thằng Hùng. Tao nói với nó là số hàng này coi như nó cho tụi mình, để bù lại ân tình mười mấy năm tụi mình đối với nó. Trời ơi. Xong rồi đường ai nấy đi, không phiền nó nữa. Trời ơi trời. Nó chặt chân mày mà mày dám viết thơ cho nó sao? Tao đang phân vân. Không biết thằng nào ra lệnh chặt chân của tao. Tao không tin là thằng Hùng đối xử với anh em như vậy. Ý mày nghĩ là thằng Tài mượn danh thằng Hùng làm cái chuyện đó với mày phải không? Có thể. Nhưng cũng có thể là thằng Hùng. Mày nói đúng. Tao thấy thằng Tài nó càng ngày càng giống thằng Hùng. Thì bởi vậy tụi nó là anh em cùng chèo với nhau mà. Thôi lôi gom đồ trốn đi. Còn chuyện gì ở đây kệ mẹ tụi nó. Ok mày cầm đi. Lẹ lẹ nhanh lên. Được rồi. Cầm luôn. Mệt không? Mệt mẹ gì mày ơi. Mày lo ngồi đi nói hoài mệt quá. Kiếm chỗ nào nghỉ chút xíu đi. Đẩy có chút xíu để mà mệt gì. Mày cứ lo cái thân mày ngồi đó đi. Tao đẩy thì kệ tao. Nghĩ lại càng nghĩ càng tức. Tao không có ngờ nó chơi tao với mày như vậy. Thôi bỏ đi. Đã quyết định đi theo thằng Cường sói rồi á. Nhớ tao nói làm gì mất công tức. Tao hứa danh dự với mày luôn á. Tao sẽ đem tất cả tài năng pha ma túy của tao qua bên Cường sói. Tao nói thiệt thằng Hùng sẽ hối hận cho mày coi. Cứ bình tĩnh đi.
Nó cắt gân chân của tao chứ có cắt gân chân của mày đâu mà nóng vậy. Mày khùng hả? Nó cắt mày với tao rồi thằng nào đẩy thằng nào? Mà thôi, giỡn chơi thôi, tao nói nghe nè. Tao có hỏi bác sĩ rồi, gân chân của mày á, người ta nói lại được. Được hả? Ừ. Nhưng nhiều tiền lắm. Mà lúc này tao với mày đâu có tiền đâu mà nói. Mày như vậy đi, tao thấy mày để cái giòn vậy mày ngồi có bộ đẹp hơn á. Nếu mày muốn sang hơn á, tao làm hai giò giả cho mày đứng lên thôi. Đặng mày khỏi đẩy đúng không? Biết mà còn hỏi. Thôi đi đi, để nó đi theo kịp là chết á. Đứng lại. Tha cho tụi tao con được sống đi. Tao cũng muốn tha cho tụi bay lắm, nhưng ông Hùng dặn phải bắt tụi bay về chịu tội cho đàn em của ông. Tha cho tụi tao đi mà. Được lắm, vậy thì tụi tao khỏi phải xử. Tại sao phải xử ông? Những thằng phản bội ông Hùng đều phải chết như vậy. Cậu chỉ vô tình chạy ngang qua đúng lúc nó tông ra. Đó chỉ là xui rủi thôi, cậu đừng để nó bị ám ảnh. Thủ tục bên công an đã làm xong hết rồi, tôi không liên can. Cảm ơn bà đã nói ông Trí Tài giúp tôi thoát vụ này. Đó là chuyện bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đâu. Nhưng tôi biết không phải cậu buồn vì chuyện đụng chết người. Tụi nó chết thảm lắm, bà không biết được đâu. Là vì tụi nó giáp phản ông Hùng. Tôi biết, tôi cũng biết tụi nó đã kề vai sát cánh với ông Hùng từ khi ông Hùng ra đời lập nghiệp. Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi, nhưng ít ra họ còn để lại được cái danh đồng cam cộng khổ, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Phải, hổ chết để da, người chết để tiếng. Vậy khi ông Hùng chết, ông sẽ để lại cái gì? Chỗ thân tình, tôi nhắc cho cậu nhớ, đừng bao giờ lặp lại câu nói đó nữa. Nếu để người khác nghe được, tới tai ông Hùng, cậu biết chuyện gì xảy ra mà. Tôi không quan tâm. Tôi đã cố gắng hết sức mình để có thể ngồi lên chiếc cao nhất, có thể làm việc trực tiếp với ông Hùng. Nhưng bây giờ thì... Tôi biết cậu sẽ thất vọng một chút, nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, tính khí ông Hùng rất thất thường, nhất là ông rất ghét những ai nói xui rủi, trù dập ổng. Sự thật vẫn là sự thật. Xong rồi anh, bây giờ anh có thể xem được tất cả tập tin, toàn bộ báo cáo của các phòng mạng liên kết cũng sẽ hiện ở đây. Anh có thể biết ai đã xem dữ liệu trong máy này không? Dạ được chứ, anh là cấp cao nhất của phòng, anh có thể quản lý việc ai xem gì, đọc gì trên máy của từng người. Để em làm thử cho anh xem. Anh cứ gõ lệnh vô đây. Đó, rồi gõ vô đây. Thí dụ bây giờ là em đi. Không không, ví dụ như cậu Tùng, mở lên coi cậu ta xem cái gì, đã xem được cái gì, có những tài liệu gì trong máy. Dạ.
Sao kỳ vậy? Nếu đúng theo nguyên tắc thì cấp của anh Tùng không thể nào xem được những tài liệu này. Sao anh lại quan tâm tới chuyện mà không phải là công việc của mình chứ? Nhẹ tay nghe không? Rồi, nha. Cẩn thận, cẩn thận. Để cái thùng này lên trên đi. Sao toàn mùi đàn bà không vậy? Thì chủ xe là phụ nữ mà, không lẽ mùi đàn ông mày? Tao nói với mày là để nhắc nhở mày đừng để cái mùi của mày trong xe của tao ha. Không thôi bà hỏi là tao không biết được trả lời đó. Mày khùng quá à. Ý tao nói là mùi nước hoa sang trọng đó. Mày mày nè, hàng đã đóng gói xong chưa mà cho dừng chuyển vậy? Không kịp đâu, bây giờ phải chuyển qua bên kia, bắt thằng Nhí qua đó chế biến tại chỗ. Nhưng mà mày không sợ tụi nó bắt cóc thằng Nhí rồi truy ra công thức sao? Ai mà biết. Bây giờ cứ tập kết hàng ở đây rồi chuyển qua bên kia. Ông Hào chỉ có nhiệm vụ giao qua cho ông Vĩnh, tao chất hàng lên xe, hết nhiệm vụ. Vậy là khỏe rồi. Rồi có được nghỉ dài hạn không? Không biết nữa. Coi cái tướng ngồi như thế này á, là chắc chắn đêm hôm qua là ăn chơi quá độ rồi nè. Ăn chơi gì? Chuyện tình của mày với lại Như Kiều sao rồi? Bình thường thôi. Bình thường là sao? Hình như tao đang để ý người khác rồi. Nhỏ nào xấu số vậy? Cũng làm trong ba ông Lâm luôn hả? Hình như yêu đương Phương sao mày ơi. Cho coi hình đi. Nè, đi đâu vậy? Anh kia, đây là phòng nữ mà. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Đi ra. Nhanh lên. Anh buông ra. Anh say rồi, anh đi ra ngoài đi. Sai cái gì hả? Đã vô cái nghề này anh muốn gì vậy? Không phải chuyện của mày. Vô nghề này là cũng muốn dấn thân mà đúng không? Tiến hả? À, anh say rồi, anh muốn làm bậy với chị đó. Mẹ nó. Anh đừng nghĩ làm cho ai lý. Rồi muốn phá gì trong đây cũng được nha. Hả? Anh đừng có đánh nữa. Mày nói mày phá hả? Thôi mày nói mày phá. Dừng lại đi. Anh à, thôi. Anh à, Tiến à, chạy đi. Anh à, đừng có đánh nữa. Bài trai của cô đúng không? Đúng không? Anh nói gì vậy? Đứng lại đó. Dừng tay lại đi. Thôi. Anh Minh, anh dừng tay lại đi. Anh đừng có như vậy nữa. Đúng. Anh có giết người ta chết hay sao? Đúng không? Ai cho mày? Mày cắt cái tay của tao. Anh Minh. Hả? Anh Minh. Dừng tay lại đi anh Minh. Dừng tay lại đi. Muốn gì nữa hả? Em có sao không?
anh làm cái gì vậy? Say xỉn thì cũng vừa phải thôi chứ. Mày nghĩ mày là ai? Cô đau lòng lắm. Đó là bạn trai của cô hả? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Mai Lâm. Ôi, chị Mai Lâm, chị có sao không? Chị không sao. Ông mà đụng vô bộ cọng tóc của cổ, tôi đập chết ông đó. Mày đập chết ai vậy? Hả? Mày quên đi không? Đánh không? Nè, buông tôi ra. Tao phải giết nó. Nếu không thì giết chết mày bây giờ. Nhanh. Mày sao lần nào mày về đây mày cũng đánh nhau gì gái là sao? Hả? Mẹ nó. Con nào làm vũ nữ đi cũng mất nết hết. Bồ bịch lung tung. Đi nhậu hết đêm đi. Đi theo tao chi vậy? Tao kêu mày núp đằng kia mà. Đi đi. Dạ dạ. Đúng vô. Chào đồng chí. Anh em đâu hết rồi, sao có mình em vậy? Báo cáo đồng chí, phó đội trưởng, anh em đang nghỉ trưa. Ờ à, vậy hả? Tội nghiệp phải không? Thôi đi ăn cơm với anh. Đi. Cái gì mà ngại không biết nữa. Đi, đi ăn cơm với anh. Em đang trực. Để bữa khác em sẽ mời đồng chí phó đội trưởng đi ăn sao? À, vậy hả? Ờ, thôi vậy cũng được. Rồi nè, có cái quán nào ngon ngon ở đây mày chỉ cho anh coi. Đồng chí chạy xuống đây khoảng 500 mét, có cái quán Giường Vàng, chỗ đó nấu ăn ngon lắm. Ờ à, vậy hả? Ờ, thôi sẵn đi với anh luôn đi, anh mời mà. Dạ không được, đang giờ trực của em. À, vậy bỏ đi như vậy không được đâu anh. Theo nguyên tắc. À nè, anh nhớ hình như là giờ em có bầu mà, sanh chưa? Dạ sanh rồi anh. Sanh rồi chứ trai gái vậy? Dạ trai. Dạ, ngon lành nha, giống em hay giống mẹ nó vậy? Dạ, báo cáo đồng chí, giống mẹ hơn. À, vậy thôi, chúc mừng nha, mẹ chọn con vui là tốt. Dạ. Lập đi thuốc đi. Hả? Đồng chí phó đội trưởng cũng biết, nội quy trong đơn vị là đâu có được hút thuốc đâu. À, bởi vì đây là phòng kho lưu trữ giấy tờ, nên là không cảm. Kho là không được hút thuốc. À, nè, nhớ nha, đầy tháng con em là phải nhớ mời anh đó. Dạ. Anh sẽ có món quà đặc biệt cho con của em. Dạ. Tiền của mày đây. Bắt ông có vẻ vui vẻ hơn cái lần đưa tiền trước cho tôi đó nha. Bởi vì mày làm tốt công việc cho tao mà. Làm ăn với tôi thì không ai lỗ lã hết. À, chừng nào thì anh em của ông mới tăng tiền tháng cho tôi đây? Mày nói cái gì tao nghe không rõ. Tôi nói là chừng nào anh em của ông mới tăng tiền tháng cho tôi? Tại sao tao phải tăng tiền cho mày chứ? Vì với số tiền ít ỏi như vậy không có đủ cho tôi chi tiêu hàng tháng. Rồi tiền của mẹ tôi đi bệnh viện cũng đủ hết rồi. Rồi tiền con Tiên, tiền con gái tôi đi học nữa. Ôi, đủ thứ hết. Đó là chuyện của mày, liên quan gì tới anh em tụi tao? Nói vậy sao được. Nè, về việc mày chi tiêu nhiều như vậy á, thì lương thưởng của mày có được tăng lên không? Không. Nhưng nguồn tin của tôi có lợi cho ông. Mà đặc biệt càng ngày các ông càng kiếm được nhiều tiền. Đấy, mày nên nhớ là anh em tụi tao kiếm được nhiều tiền không hẳn là do nguồn tin của mày không đâu nha. Nhưng mà có tôi thì tụi ông mới kiếm được tiền. Thôi được rồi, chuyện này tao sẽ đề xuất lại. Nè, cái vụ mà lấy hàng bị bắt ra sao rồi? Ngày mai sẽ có người đem ra điểm hẹn giao cho ông. Tốt, tiền đó tao sẽ giao tại chỗ, mua với giá 60% của thị trường. Ok, tôi biết. Cái này là kiếm thêm thôi, không có tính trong cái phần giao dịch làm ăn trước nha. Vô. Cái gì nữa? Mày bắt nhanh gọn lẹ năm thằng này.
để cho công việc của tụi tao được suôn sẻ. Đối thủ của ông à? Đại loại là như vậy. Nói chung là tụi cho trai mới nổi lên đó mà. Tốt. Nếu như mà vì việc này tôi được tiền thưởng thì tôi sẽ khao cho ông một chầu. Cuối cùng thì thằng Trương Long này cũng được uống bia miễn phí của Cao Tùng rồi sao? Ông nói quá đáng. Coi như bữa nay tôi đãi cái chầu câu cá này nha. Đồng chí cho gọi chúng tôi. Phải, hai đồng chí ngồi đi. Dạ. Có chuyện gì quan trọng vậy anh? Tôi muốn đồng chí Phương chuẩn bị chiến dịch truy bắt thật là quy mô. Ờ, bắt ai ạ? Bắt hàng chứ không phải bắt người. Theo nguồn tin mật báo, bọn buôn ma túy đưa một lượng hàng lớn vào thành phố này trước khi vận chuyển ra cảng để tuồn ra nước ngoài. Ờ, nguồn tin lần này có chính xác không anh? Chính xác. Tôi có thể lấy mọi thứ của tôi ra đảm bảo. Tôi còn biết cụ thể số lượng hàng lần này là 500 kg. 500 kg? Nhiều vậy sao anh? Vậy chúng ta có cần xin lực lượng nào hỗ trợ chúng ta đây? Bọn chúng có trang bị vũ khí và biết rõ án tử nếu bị bắt, nên sẽ chống đối tới cùng. Nhiệm vụ lần này thật là nguy hiểm. Vậy thì em sẽ đề xuất với cấp trên xin lực lượng cơ động để hỗ trợ cho mình. Cả cảnh sát khu vực và cảnh sát 113 nữa. Ừ. Lần này quyết tâm sẽ tóm gọn bọn chúng. Đây, các đồng chí xem đây. Địa điểm này á là chúng vận chuyển hàng tới đây. Chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng, bắt hết số hàng này, đập tan hang ổ của chúng. Anh định khi nào thì hành động? 6 giờ tối mai. Và không cho ai biết ngày giờ cụ thể. Chỉ có lệnh sẵn sàng hành động ngay từ bây giờ. Tôi hiểu. Ừ. Vậy được. Tôi sẽ giúp đồng chí Phương làm các thủ tục còn lại. Dạ, cảm ơn anh. Chuẩn bị mọi thứ, tôi đang xuất kích. Ủa, anh nói đêm mai mà. Đêm nay phải cực kỳ cảnh giác cậu Tùng. Rõ, thưa sếp. Nhanh tay lên, bạn hớt số hàng này bỏ vô thùng, bỏ bên kia cho tao. Nhí đâu? Nhí. Dạ, qua đây. Anh kêu em hả? Gì anh? Tao mới nhận được tin sẽ có biến. Tối ngày mai cảnh sát sẽ có chiến dịch truy quét và tới đây kiểm tra. Mày cho anh em dọn dẹp sạch sẽ, gom hết số hàng, mang qua bãi rác của thằng Hào gấp. Nhanh lên. Dạ anh biết rồi, em làm liền. Tao sẽ gọi A Lý tăng cường người và xe chở hàng đi cho nhanh. Nhanh lên. Dạ ok anh. Tụi bay nghe rồi đó. Anh làm kêu dọn lại lên. Nhanh lên. Dạ nhưng mà mới xé ra chưa kiểm tra mà anh. Trời ơi, nói sao nghe vậy đi, mình dời hàng đi mà. Dạ dạ. Dạ dạ. A Lý hả? À. Mày tăng cường người và xe qua đây đi, chở tất cả số hàng qua chỗ thằng Hào gấp. Được rồi. Nhanh tay lẹ chân lên, nếu không á bể gì cả đám. Biết rồi. Vậy nha. Nhanh tay, nhanh tay đi. Alo, em nghe nè. Kêu hả? Em dọn dẹp sạch sẽ bên em, ngày mai có người tới thăm đó. Nói sao thì làm liền đi, đừng có khinh suất. Nhanh lên. Số lượng mày còn niêm phong của công an ở trong á, không tin thì mở ra coi. Tiền đâu? Cái gì? 60% giá thị trường mà có nhiêu đây hả? Tiền đô đó mày. Đứng lại, đứng lại chưa? Đứng lại, đứng lại. Anh đã bị bắt. Đứng lại. Đứng im. Anh đã bị bắt. Đừng chống cự nữa. Anh không thoát tội đâu. Sẽ thêm tội chống người thi hành công vụ. Các anh là em mới được chứ. Chúng tôi đã theo dõi em từ hôm qua rồi. Gì chứ? Tôi chỉ làm theo chỉ đạo thôi.
chuyện đó thì anh có thể viết vào bản tường trình. Các anh bắt lầm người rồi. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của phó phòng Cao Tùng thôi. Cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ. Chuyện gì? Công an tới kìa. Cô là cô Tiên phải không? Tôi là Tiên nè. Mấy người hỏi gì vậy? Đây là lệnh khám xét. Chúng tôi yêu cầu cô hợp tác để chúng tôi khám xét toàn bộ căn nhà. Xét cái gì mà xét? Sao tự nhiên xét nhà tôi? Tôi làm gì bậy bạ mà mấy người xét nhà tôi? Cô là người nhà của ông Tùng. Chúng tôi có lệnh khám xét và niêm phong tất cả các tài sản của ông Phan Cao Tùng để phục vụ công tác điều tra. Đây là nhà riêng của tôi, không có liên quan gì tới ông Tùng. Không có xét xét gì hết. Chúng tôi có bằng chứng. Ông Tùng đã mua căn nhà này cho cô bằng số tiền bất hợp pháp. Mong cô bình tĩnh hợp tác để phục vụ cho công tác điều tra. Vậy sao mấy người không đi xét nhà ổng? Mắc chứng gì đi xét nhà tôi? Tất cả những người liên quan đến ông Tùng đều bị khám xét, kể cả nhà dì của ông Tùng. Trời ơi, cái ông này ổng đâu rồi trời? Sau đây chúng tôi xin đọc lệnh khám xét. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Lệnh khám xét nhà khẩn cấp. Rồi, xe tới kìa. Kêu đứa ra chỉ điểm cho xe đi. Rồi rồi. Alo, xe luôn. Mấy đứa kia làm nhanh lên. Nhanh. Rồi, lấy hàng đi, xuống trước lên. Nào à, thằng này á, với lại thằng này á, là hai thằng khứa đứng của ông Kiệt á. Dạ. Ngon không? Giờ là tay đắc lực của ông Lâm. Dạ chào anh. Từ nha, cẩn thận. Bẻ tay lên. Kiệt đâu biết nhìn người á. Cẩn thận nha. Ê Nhí, hôm nay mày khỏe rồi ha? Khỏe khỉ khô chứ khỏe. Bây giờ phải dỡ hàng ra làm tiếp nè. Sao không đợi qua bên kia làm luôn? Thôi đi mẹ, bây giờ ráng tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Qua bên kia xà quần xà quần. Tôi không muốn lậu xin. Cho tao một hộp quẹt. Trời ơi, mày muốn chết hả mày? Cẩn thận chứ mày. Có chút chuyện làm cũng xong nữa. Chút chuyện làm không xong. Rồi xuống luôn. Cứ vậy hoài anh em tôi chết luôn quá. Thiếu ngủ hả? Không, căng thẳng. Hồi nãy xe này bị công an giao thông thổi, tim chạy lộn xộn, muốn nhảy ra khỏi xe luôn. Bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện cũng ổn mà. Ổn kỹ khô chứ ổn. Tôi á, ở trong thành phố, bây giờ tai mắt, mọi người nhìn ngó, đủ thứ chuyện trên đời để đối phó. Đâu phải sướng như ông đâu, ở trong rừng rú không có ai hết trơn á. Thôi, đi ra kiếm gì ăn. Ăn tối rồi để làm tới khuya nữa. Ê, nói tụi nó cẩn thận, nhẹ tay giùm tao một cái. Dạ, khổ dạ. Quá. Nhanh tay lên. Lẹ tay lẹ chân lên tụi bay. Đừng có than nữa. Lẹ lên. Không có chuyện gì hết á. Nè nè nè, cẩn thận nha. Cho no xong rồi. Chạy đi Nhi. Mở xuống đi. Cảm ơn. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Để cho người ta đợi từ nãy giờ vậy? Kêu tôi đến, có gì thì nói đi, nhanh lên. Tình hình ở nhà sao rồi em? Má anh sao rồi? Hôm qua bả lên tăng xong, đi bệnh viện cấp cứu rồi. Còn con bé con của anh, nó khỏe không em? Có ăn uống đầy đủ không em? Anh khỏi phải lo đi. Con anh á, nó ăn như heo, khỏe như voi vậy đó. Vậy cũng mừng. Tâm sự nhờ em lo cho nó giúp anh nghe. Tôi lo cho nó mà được hả?
Nó đâu có chịu tôi lo. Nó đang đòi qua ở với bà nội nó kìa. Ủa, sao em nói là má của anh Tăng sông máu nằm bệnh viện mà? Thì đó, bây giờ nó qua đó đặng hành cho bà chết luôn hay gì? Vậy đâu có được. Em làm ơn lo cho nó giùm anh nha. Cái gì? Tôi lo cho nó hả? Anh nghĩ sao vậy? Tôi còn có tương lai của tôi nữa chứ. Chẳng lẽ tôi ở dậy nuôi con anh hả? Nè, anh tính cách khác, gửi nó cho ai thì gửi đi, đừng có trông chờ vào tôi. Em làm ơn giúp anh giùm đi. Tình hình là anh ở trong này lâu lắm đó. Nè, anh kêu tôi tới đây để nói chuyện đó thôi phải không? Vậy tôi trả lời anh là không được nha. Xong rồi hả? Thôi tôi đi à, bận rồi. Em đi đâu vậy? Tôi phải kiếm cách cao chạy xa bay khỏi chỗ này, biến mất đi. Chứ không lẽ để người ta điều tra thêm, người ta lôi tôi lên hỏi cung hả? Thế em biết là trong lúc đang điều tra mà em bỏ đi như vậy, họ sẽ truy nã em đó. Trời, thì kể đi, chừng nào phát lệnh truy nã tính. Còn bây giờ thì tôi phải lặng à. Anh tự lo cho bản thân anh, lo cho mẹ anh và con anh đi. Tất cả những nguồn tin về vụ buôn bán heroin cho các vũ trường quán bar đều nằm ở trong đó. Vậy bây giờ anh tính sao? Anh cũng không biết nữa. Hay là em cứu con anh giùm nha, đừng để nó bơ vơ. Anh xin em mà, làm ơn đi, làm ơn cứu giùm con anh đi mà. Anh xin em cứu giùm con anh đi mà. Thôi được rồi, em sẽ mang bé về nhà chăm sóc, nhưng mà anh phải viết giấy ủy quyền để cho em có quyền chăm sóc bé. Còn về phía mẹ của anh thì đã có bên công đoàn chăm sóc bác rất là chu đáo. Bệnh tình của bác cũng đã khá hơn, nên anh đừng có lo lắng quá. Anh cảm ơn em. Không, em chỉ giúp anh được tạm thời. Còn về lâu dài, em nghĩ là anh nên liên hệ với bà con để chăm sóc bé cho tới khi bé trưởng thành. Gia đình của anh đơn chiếc lắm. Mẹ của anh chỉ còn bà chị đơn thân, mà tuổi thì cũng gần đất xa trời rồi. Nếu anh đã biết kết cục như vậy thì tại sao anh còn lao đầu vào? Bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu trách nhiệm với người thân, anh biết không? Thật sự anh cũng đâu có ngờ là kết cục lại bi thảm đến như vậy. Cái này là cái gì đây? Tôi đâu có biết đâu anh. Ở quán mà tôi đâu có biết đâu. Tôi đến đây vui chơi lành mạnh mà. Mời mọi người đứng lên. Chào anh. Cho kiểm tra chứng minh nhân dân. Giấy tờ của anh đâu? Giấy tờ của anh đâu? Giấy tờ. Chị ơi, cho gọi giờ điện thoại cái đi. Cậu muốn gọi điện thoại di động hay điện thoại bàn? Đây nè. Cậu cứ gọi đi, 5.000 đồng một phút. Alo, tao mình đây.
Mày nghe đó, mày có sao không? Không sao, vẫn sống tốt. Mày đang đâu vậy? Ra kề sàn ngã sáu đón tao đi. Được rồi, chờ tao. Ra nha. Nhiều tiền? 25.000 cậu. Rồi thôi. Rồi, cảm ơn cậu. Có thể nói đây là đợt càn quét mạnh tay nhất từ trước đến nay tại các vũ trường, quán bar. Lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm này. Đặc biệt trong đợt càn quét này, lực lượng công an đã tóm gọn một cơ sở chuyên vận chuyển và tàng trữ ma túy với khối lượng lên đến 500kg heroin. Lực lượng công an đã tóm gọn nhiều đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm. Tại sao xảy ra cớ sự như vậy? Trong hành động càn quét lần này, lực lượng công an tắt làm gì? Em tắt làm gì? Mở lên cho anh. Mở lên. Bình tĩnh đi. Bây giờ có đốt cái nhà này cũng không thể tìm ra được vấn đề. Đứa nào? Đứa nào? Đứa nào? Chắc chắn là trong nội bộ này có đứa bắn tin ra ngoài. Là đứa nào? Nó có khả năng là đứa nào có thể làm ra chuyện này? Chuyện này khó nói lắm, phải rà soát lại toàn bộ mới được. Đừng để anh tóm cổ được thằng này nha. Anh mà tóm được nó, chắc chắn anh không để cho nó chết toàn thây đâu. Anh à, anh bình tĩnh đi. Điều cần làm trước tiên á không phải tìm kẻ này. Vậy thì sao? Mà phải sắp xếp việc cho đám đàn em chưa bị bắt kìa. Em nói đúng. Em nói đúng. Em nói đúng. Em nói đúng. Dựng quá mất khôn. Dựng quá mất khôn. Dựng quá mất khôn. Đừng ngu, đừng ngu. Quỷ Hải hả? À Hải Ly. Có chuyện gì vậy? Mày lập tức bắn tin của tao đến thằng Lý và thằng Minh Dế, bảo tụi nó giải tán hết đám đàn em cửu vạn ở biên giới, nằm vùng yên ắng một thời gian cho tao. Có chuyện gì không? Chuyện dài lắm, nhưng là chuyện lớn. Sao? Có chuyện gì hả? Đám đàn em thằng Lâm bị bắt hết rồi. Hả? Tại sao vậy? Từ từ tao nói mày nghe. Cứ làm theo lệnh của tao đi. Được rồi. Suy nghĩ kỹ lại đi. Chuyện này có thể là đứa nào làm? Đứa nào làm? Thằng nào con nào? Cho anh một cái tên. Cho anh một cái tên đi. Chuyện này khó nói lắm. Chúng ta phải có thời gian để lần ra nó. Thời gian? Thời gian? Tụi mình giống như đang làm trò hề cho tụi công an vậy. Chứ ông không thấy tụi này ngồi xếp lớp ở phục sân khấu như vậy là làm trò hề rồi còn gì? Bàn ghế bị độ bậy mẹ nó hết từ hôm bữa bị bố ráp rồi còn gì nữa. Thì tại lúc đó mạnh ai nó chạy tứ tán, rượu ngoại á thì đổ bể linh láng, chưa kể á có người hôi của nó chứ. Lung là phước bất trùng lai, hoại vô lương chi mà. Mày nói đúng. May mắn á thì không bao giờ có hai lần, mà tai họa thì không bao giờ đến một lần. Đã ăn đầu thấy mẹ mà tụi bay đứng làm thơ. Mọi chuyện sao rồi? Làn em của ông bị bắt hàng hạ xa số, lo mà tẩu tán mọi thứ đi, chứ lẽ tụi nó khai ra là sẽ có hại đó. Chuyện đó tôi đã tính rồi, ông không cần phải lo. Sao? Chuyện trên trường của ông như thế nào? Ông Hùng lệnh rằng là đám đàn em giải ngũ, nằm dùng yên ắng một thời gian đi. Quan trọng là được bao lâu, chưa lẽ tụi nó đi tìm việc khác, sau này cần chiêu tập lại thì khó mà yên ổn trở lại. Đại Lâm, làm đứa cho tỉnh ngủ đi. Thôi, do mất ngủ
hút nó vô càng mệt thêm. Tình hình của tao á cũng có khả quan gì đâu. Mấy bữa nay cho mấy thằng lính đường thủy của tao nghỉ hết rồi. Có đứa nó báo là có người xuống muốn kiểm tra hàng hóa máy móc, ai ngờ bị hút mẹ trên kho rồi, còn kiểm kiếm gì nữa. Tôi nghĩ là trong nhà của mình có nội gián. Phải rồi, tao sẽ không để cho ông Hùng nổi giận lên đâu. Bằng mọi cách tao phải bắt nó lỗi cái mặt chuột ra. Có thể nói đây là đợt càn quét mạnh tay nhất từ trước đến nay tại các vũ trường, quán bar. Lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm này. Đặc biệt trong đợt càn quét này, lực lượng công an đã tóm gọn một cơ sở chuyên vận chuyển và tàng trữ ma túy với khối lượng lên đến 500kg heroin. Tốt cho tiêu quá. Mày nghe cái này hoài, nghe cả đêm không chán hả? Mày có nghĩ là ông Hùng sẽ điên đầu lên vì vụ này không? Chắc chắn kỳ này ông sẽ xuất hiện. Bây giờ làm sao đây? Để tôi về gặp ông Lâm trước. Mày nói cũng phải, tính hay đó. Mày lấy xe bà Hồng đi cả đêm và bà không nói gì hả? Tao cũng chưa biết nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên tao làm như vậy. Cẩn thận nha. Ông Tài á, ông đa nghi, mà ông Mát không thua gì ông Hùng đâu. Tao hỏi nè, làm sao mày thoát được khỏi trận càn quét vậy? May mắn thôi. Lý do không thuyết phục. Mày nói như vậy, đàn em của ổng á, ngay cả tao nữa cũng nghĩ mày là nội gián đó. Tao biết chứ. Thì dứt khoát lần này tụi nó sẽ tìm cho ra thằng nội gián. Nhưng mà thằng đó không phải tao. Mày nói như vậy không thuyết phục mấy ổng đâu. Kiểu gì mấy ổng cũng tìm cho ra. Chứ bây giờ làm sao? May mắn thì nó là may mắn thôi. Hên xui, mấy ông đó mà hỏi tới là mày chết chắc. Không lo nghĩ thêm vài lý do nữa đi. Bà Hồng gọi. Dạ em nghe chị Hồng. Cậu đang ở đâu? Cậu về đây gấp, tôi có việc quan trọng cần giao cho cậu. Dạ 10 phút nữa em về tới. Tốt. Chở tôi qua chỗ ông Lâm rồi muốn đi đâu thì đi. Mày là nội gián của thằng nào? Mày không chịu khai hả? Không chịu khai, không chịu khai, không chịu khai, không chịu khai hả mày? Mày có nói không? Anh ơi, em không biết, em không có. Không có hả? Tao hỏi lần cuối, có chịu nói không? Em thề với anh, em không có biết gì hết. Mày, thôi, không có mày. Mày tưởng mày nói vậy tao tin mày hả mày? Mày hả? Tin mày hả mày? Mày, tao hỏi mày lần cuối, bây giờ mày có khai thật không? Mày sẽ lét gì? Thì tao lo cho mày thôi. Sao lại lo cho tao? À, không có gì. Thằng nào bị treo vậy? Mày là nội gián của thằng nào? Em không có. Mày không khai hả? Đừng có đánh nó nữa. Anh phải có bằng chứng thì mới xử nó được chứ. Tụi lo lúng lo lòng. Khoan xử vụ này lạ. Phải có bằng chứng thì tụi làng em nó mới phục.
Ông còn quên cái vụ thằng Cao Tùng hả? Phải rồi, mình phải bịt cái miệng nó lại, nếu không nó sẽ tiếp tục tiết lộ bí mật của anh em mình. Cái vụ này cứ giao cho thằng Minh Dế em của tôi làm đi. Bắt nó im miệng thôi chứ gì, dễ mà. Anh, thằng Dế trong chuyện tình nghi à? Không phải chuyện của mày. Thả nó ra. Dạ. Mày chỉ cần biết mày thoát khỏi vòng nghi vấn là vì mày mới gia nhập chỉ hơn một năm thôi. Làm cái gì mà nhìn vô đồn công an hoài vậy cha? Bộ muốn vô đó hả? Coi chút thôi. Đồn công an có gì đâu coi. Thì ngồi coi không được. Không lẽ bây giờ tôi vô tôi ăn trộm ăn cắp đồ ở trỏng sao mà hỏi. Nhìn cái tướng của cậu cũng giống lắm mà ha. Giống giang hồ á. Thôi chú ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây để con nói cho. Làm gì chứ? Ngồi xuống đây con nói lý do cho chú nghe. Thiệt á. Nhưng mà làm gì? Làm đi nước chơi. Thôi thôi thôi, tôi không muốn đâu. Dạ. Chú biết sao không? Chú xích lại đây. Có chuyện gì thì nói đi. Tại vì con đang làm phim. Ờ. Con sắp quay cái cảnh có đồn công an. Vậy hả? Mà nhỏ lớn á, đâu có bao giờ vô đồn công an lần nào đâu biết. Vậy hả? Nên phải cận một sở tại vậy nè. Ờ, quan sát vậy là tốt đó. Làm phim cho đúng rồi nghe. Mai Lâm, Mai Lâm, ủa anh Kiệt, cho anh vào nhà một chút được không? Anh có chuyện cần nói với em. Ừ. Anh vô nhà đi, chị Kiều đi mua thuốc chưa về. Ủa, sao Kiều lại ở đây? À, chị mới dọn tới đây mấy ngày thôi, chị nói là có chị có em cho vui. À, anh vô nhà chơi. À thôi, thôi được rồi. Anh nói nhanh thôi xong anh về. Mai Lâm à, bên em cài người vào làm nội gián là ai vậy? Sao hôm nay anh lại nói với em chuyện này? Thì anh đã nghe em nói lâu rồi, nhưng anh cần biết chính xác người đó là ai. Em nói đi. Người đó khó khăn lắm mới trà trộn vào hàng ngũ của nhà họ Trương. Nhưng mà Trương Hùng tới giờ vẫn bật vô âm tính. Có phải là thằng Minh Dế không? Sao anh suy đoán vậy? Thì hôm bữa gặp em ở quán bar đó. Anh lại ghen tu suy diễn nữa rồi đó. Hôm nay anh say, chính anh cũng thấy rồi mà. Thằng Nhí đang bị tra khảo thừa sống thiếu chết kia kìa. Tại sao vậy? Thì bữa trước nó thoát hiểm được, không biết về khai kiểu gì, bây giờ nó bị nghi ngờ đó. Rồi bây giờ làm sao? Thì bây giờ đang bị tra khảo, mà anh biết tụi xã hội đen rồi đó. Anh không dám diễn tả. Nhưng mà tại sao hôm nay anh lại hỏi em chuyện này vậy? Tại bà Hồng giao cho anh nhiệm vụ là nội trong 3 ngày phải tìm ra thằng nội gián để giao cho bà ta. Nếu không tìm được thì sao? Mà thôi, anh đi về đi. Em nghỉ ngơi đi. Ờ, anh không chờ gặp Kiều hả? Thôi, về gặp nữa lại ghen bóng ghen gió mệt lắm. Từ ngày quán bar đóng cửa tới giờ chỉ lo cho anh lắm đó. Anh đổi số điện thoại hay sao mà chỉ gọi cho anh không được. Thôi em vô nghỉ ngơi đi. Trời ơi, em làm gì đây hả? Anh làm gì ở đây? Anh đứng ở ngoài nhà nó anh rình rập. Anh tính lăng nhăng gì với nó? Rồi bây giờ anh nhìn thấy em, anh nổi khùng xong rồi anh đánh đập em hả? Hả? Thôi. Nè, em bị sao vậy? Anh hỏi em nè, em làm gì ở đây hả? Anh đừng có đánh trống lảng. Em hỏi cái gì thì anh phải trả lời cái đó. Anh cứ như vậy hoài thì làm sao mà trách em? Không ghen với cái con khùng đó hả?
Điên hả? Thôi được rồi. Anh á. Đang dầu sôi lửa bỏng như vậy, ở đâu ra ghen bóng ghen gió vậy? Mặt xác anh chứ, mắc mớ gì tới em? Ghen mà còn tạo dáng nữa. Người ta đang đi làm, đang tìm nội gián cho bà Hồng. Bây giờ thằng Minh Dế đang bị tình nghi nặng nhất đó. Rồi bây giờ tính sao? Sao trăng cái gì nữa, tìm nó hoài gọi nó hoài mà có được đâu. Để em gọi cho, em có số của ổng. Nhưng không liên lạc được. Thằng đó nó xài nhiều số lắm. Em biết rồi. Có phải thằng Minh Dế là nội gián không? Không, ổng giang hồ bà cố. Mà em nói cũng phải, vậy trong nguyên một đám đó là ai chứ? Em nghĩ là ai? Những ai đã làm lính cho mấy từ 3 năm trở lên mà có vị trí quan trọng là biết rất nhiều thông tin mật. Cái này thì cũng không có nhiều người lắm đâu. Nếu mà kể ra thì có thằng Nhí, ông Minh, A Lý, ông Thắng Đầu Bò. Mà ông Thắng Đầu Bò thì bỏ đi làm công việc riêng 2 năm nay rồi. Tóm lại thằng Nhí vẫn thuộc diện tình nghi nhất à? Ừ, tại nó ở gần ông Lâm nhất mà. Còn thằng Minh Dế thì sao? Bây giờ nếu như mấy ông hỏi thì phải giải thích như thế nào để cho mấy ông hiểu là thằng Minh Dế không phải là thằng chỉ điểm. Em không biết, nhưng mà em biết chắc chắn là ổng không có làm như vậy. Mà bây giờ ổng đang làm gì? Nó được giao nhiệm vụ là đi khử chồng hờ của con Thủy Tiên đó. Mày ngồi xuống đi. Đi tới đi lui tao chóng mặt quá. Bây giờ tôi không tin thằng nào hết. Không biết thằng nào cả gan dám làm con gián trong nhà mình chứ. Thằng Hào lo rồi, đi đánh bài rồi. Giận đang đen, đánh bài cho xui tận mạng luôn đi. Có mười mấy thằng thôi à, cũng dễ mà. Nhưng trong đó có ba thằng là đệ tử ruột của tao, đừng có đụng tới. Tôi không tin thằng nào hết. Nhưng tôi tin ba thằng đó. Thằng nào cũng khả nghi hết, tin tưởng cái gì? Mày đừng có giống thằng Hùng được không? Vậy thì ông chứng minh đi, chứng minh tất cả tụi nó là trong sạch đi. Thôi thôi, nói chung là tôi cũng không bằng lòng khi thấy thằng Minh ở trong danh sách lại. Tại sao không bằng lòng? Tôi nói cho ông biết, thằng Minh chính là thằng tôi khả nghi nhất. Ông muốn lỗ trách nhiệm cho tôi sao? Tôi không có ý đó. Vô đi. Mới nhắc Tào Tháo, nó tới kìa. Ủa là làm sao? Mày tới lại có chuyện gì? Em đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Nói chung là khó trà trộn vô đồn công an để giết thằng Cao Tùng bị tạm giam lắm. Canh phòng rất nghiêm ngặt. Xong, khó khăn chồng chất nữa rồi. Mấy ông thấy nó sốt sắng giết người ghê chưa? Giang hồ thứ thiệt lắm, đừng có ở đó mà nghi vấn hả? Để rồi xem, cháy nhà sẽ lội mặt chuột thôi. Đứa nào có tên trong danh sách này đều phải đem ra thử hết. Đi đâu đây? Đi ra đây. Làm gì? Gì anh? Cái gì gì anh? Thì vì anh thì tôi mới phải lát nữa đi vô trong đó để gân cổ lên mà cãi nhau với ba ông kia, để chứng minh rằng anh không phải là nội gián. Ai mà tin em? Cái anh này, tại sao không tin? Không ai tin em đâu. À, vậy là bây giờ không muốn em minh oan cho anh hả? Vấn đề là mới bị thua một vố quá lớn, không ai dám gánh trách nhiệm hết. Ông Hùng mà về đây á thì chuyện sẽ còn lớn hơn. Cho nên mới lẹ tìm cái thằng nội gián cho ông Hùng trút giận đó. Thì bởi vậy nên bây giờ em phải đi vô trong đó để giải oan cho anh. Không có ai tin em hết. Tại sao không tin?
Ba mẹ mấy ổng còn không tin nữa, huống chi là một Như Kiều phê thuốc suốt ngày, hiểu không? Phải, tôi phê thuốc. Phê thuốc cho nên mới đâm hơi đi lo chuyện sống chết cho anh đó. Nói vậy cũng giận nữa hả? Ai thèm giận anh. Bây giờ tôi mặc xác anh cho mấy ổng á, nghĩ anh á là nội gián, xong rồi mấy ổng á đem anh ra bắn bỏ. Rồi đến khi á mà anh chết quan xong rồi á, cái người ta thông báo là anh trong sạch, thì lúc đó tôi sẽ đến đốt cho anh ba cây nhang. Nói gì xui quá vậy? Ê, làm cái gì vậy? Nè, đừng có giỡn vậy nha. Đừng có nghĩ là tôi còn thương anh nha. Không thương thì sao thức dậy giờ này? Bình thường Như Kiều không bao giờ thức dậy trước 1-2 giờ chiều. Cũng có thể coi như là tôi còn quan tâm anh một chút xíu. Vậy là em muốn giúp anh thiệt đúng không? Thì muốn thì tôi mới đi ra đây. Thôi để tôi gọi taxi. Taxi. Thôi, có chuyện này em giúp anh được nè. Chuyện gì? Không phải chuyện đó đâu nha. Cái gì vậy? Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Tại vì tôi cũng thương ông Nhí lắm. Ngày thường á, ông cũng đối xử với anh em tụi tôi tử tế đàng hoàng lắm. Tôi biết rồi. Tội nghiệp cho ảnh, tự nhiên là bị oan như vậy. Thôi, bây giờ vậy, chị cứ ở đây chị lo cho ảnh đi. Tôi đi ra ngoài giả bộ hút thuốc, một lát rồi tôi vô. Nếu như có chuyện gì xảy ra, chị tự xử lý giùm luôn đi nha. Tôi biết rồi, tôi không làm liên lụy anh đâu. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Cảm ơn anh. Anh uống miếng nước đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh ăn miếng cơm luôn nha. Cô là ai vậy? Tôi là Lâm đi. Lâm Vũ Công đi. Cảm ơn cô. Chỉ có cô mới nói chuyện nhỏ nhẹ, chứ bà Kiều đâu có nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy đâu. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi, anh ăn miếng nha. Tôi nói tôi không biết gì mà, thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi, không ai giết tôi chết đi. Tôi nói tôi không biết gì mà. Anh đừng có nói nữa. Đừng để tôi sống chở chết gỡ. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi, nếu không bọn chúng tới bây giờ đó. Thả tôi ra. Tôi nói tôi không biết gì hết. Thả tôi ra. Trời, anh. Ra đây. Mày Lâm, em bị điên hả? Tại sao em dám vô đây? Ông đang để cho nó chết đói. Ông mà biết em vô đây á, em ngồi thế vị trí của nó đó. Nhưng mà tôi không nhân nhị gì hết. Hay là nó là người bên em à? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho ảnh thôi. Không thể có chuyện đó được. Nó không thể là người bên em được. Anh à, ở đây đâu phải là chỗ để anh nói chuyện đó. Xong chưa? Dạ rồi. Nếu xong rồi á, hai người đi đi, đừng có đứng ở đây nữa. Có chuyện gì xảy ra nữa thì sao? Rồi, cảm ơn. Dạ. Đi lẹ đi, nhanh cảm lên. Cảm ơn anh. Mày Lâm à, bây giờ em nói cho anh biết đi. Người nội gián bên em cài vào là ai vậy? Hả? Để anh bắt người lập công, cho anh gặp Trương Hùng hả? Tại sao em lại nghe anh như vậy, Mày Lâm? Vậy thì anh hỏi làm gì? Mày Lâm à, tại sao em lại cứ phải rạch ròi là người bên em, người bên anh? Em phải nghĩ là chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ chung là tìm ra tên kia chứ. Bởi vì chỉ có một cách để gặp được Trương Hùng. Đó là phải bắt giao được tên nội gián. Em nghĩ anh xấu xa như vậy sao? Ai cũng có mục đích của mình hết. Mày Lâm à, nói cho anh biết đi, người nội gián bên em là ai? Nói cho anh biết đi. Nè nè, làm gì vậy? Hả hả? Mấy người làm gì vậy? Làm gì mà giữa đường nắm tay nắm chân vậy hả? Bộ tính làm cái chuyện đó ở ngay ngoài đường luôn hả? Em biết không à, làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày lo chuyện yêu đương. Đúng là gái giang hồ. Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Thì anh nhờ Kiều giúp công chuyện. Ừ, phải rồi. Nè, đừng có nói với tôi là hai người lại hẹn hò nhau như trước kia nha. Cái vấn đề là sáng ngày hôm nay em có đi qua em gặp mấy cái ông họ Trương, để nói, để giải thích, để minh oan cho anh Minh. Phải rồi, chỉ có Kiều là lo cho mạng sống của anh thôi. Cũng là vì em thấy chuyện bất bình cho nên là em ra tay nghĩa hiệp thôi. Bởi vì dù sao
Anh cũng là bạn tốt của người yêu của em mà, đúng không? Đi ăn, đói bụng rồi. Không nói chuyện ở đây nữa. Đi. Vô. Nam. Hụt mất rồi. Con này kém quá. Bây giờ ở trên bàn nhậu bây giờ chỉ có hai anh thôi. Uống thì uống cho hết. Đêm nay xong rồi mai mình tính tiếp. Rồi. Uống đi rồi mai kêu ông Lâm xử tội. Anh á, em đã nói với anh á là ổng là phải để cho em nói chuyện. Ổng là phải có cái người để tức tỉnh. Anh hiểu không? Hiểu vấn đề không? Em là em rất là mừng là tại bởi vì anh. Nói nhiều quá. Vô. Anh là không có trong cái ý, em coi. À, cái danh sách tình nghi. Vô đi. Mày đang lo lắng à? Lo chứ. Cỡ nhí mà còn bị vậy huống hồ tụi mình. Vậy chỉ còn tao và mày. Chỗ anh em với nhau, mày nói như thế nào thì tao hiểu như vậy. Mày có phải nội gián không? Giỡn hoài ba. Giỡn câu là chết rồi. Hai đứa này nó giống y chang nhau, đều là những đứa si tình. Tại sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Yêu người không yêu mình. Mày đang nghĩ gì vậy? Tao đang tính sao để dụng Tùng ra để xử ổng. Mày vẫn quyết không buông tha cho ổng hả? Chứ sao. Biết bao nhiêu thời gian tao cống hiến cho tụi mafia này, tao đâu có thể nào vì một chuyện nhỏ mà làm hư chuyện lớn của cả một đời tao được. Mày không ngại xuống tay với công an sao? Đâu rồi. Nhiều lúc tao nghĩ tao là mafia chứ không phải tao đang làm việc cho Interpol. Tao là hình cảnh quốc tế. Cho dù tao không muốn thì cũng có lúc tao phải sống và hành xử như là tụi giang hồ. Tao phải sống để tao hoàn thành nhiệm vụ ở trên giao. Hình như ông còn một bà mẹ đang nằm trong bệnh viện. Ê, mày đừng nói với tao là mày. Tao không làm bậy đâu. Mày yên tâm đi. Mày nghe nè, bà lớn tuổi rồi, mày làm gì thì làm, đừng để cho bà phải liên lụy. Mày nghĩ sao vậy? Tao là tao đi trừ khử tụi tham nhũng thôi. Tính ra ông Tùng là một con sâu xấu xa trong ngành. Mày phải cảm thấy vui vì tao làm sạch cái ngành của mình đúng không? Theo tao thấy, đi tù thì coi như đã bị trừng phạt xứng đáng rồi. Đi được bao lâu? Đi tù á, nó có trả được những cái mất mát, những cái sinh mạng của anh em, bởi vì nó rò rỉ thông tin về tụi buôn ma túy không? Mày đang lập luận y chang bọn buôn bán ma túy. Mày nên nhớ, mày đang là cảnh sát. Mày lập lại trật tự xã hội bằng pháp luật, chứ không phải bằng luật giang hồ. Mày nhớ kỹ điều đó. Lý thuyết đúng, nhưng mà tao thông báo cho mày một tin mừng nữa, là mấy thằng nằm dùng vô mày á sống không thọ đâu. Tao sẽ không tranh luận với mày nữa. Coi như tao đang thế thiên hành đạo đi. Mày đang âm mưu chuyện gì vậy? Không phải chuyện của mày, mày đừng quan tâm nữa.
Sao rồi Phương? Mẹ của anh. Mẹ của anh sao rồi? Bác, anh xin em mà Phương, cho đi gặp mẹ của anh lần cuối nha. Cho dù kết cục thế nào đi chăng nữa, anh cũng xin đi. Làm ơn giúp anh đi Phương. Anh lại em mà Phương. Anh bình tĩnh đi. Em đã xin ý kiến của cấp trên, đang chờ lệnh. Mẹ của anh hiện tại thì đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Cũng tại anh hết. Cho dù bây giờ anh có chết, mẹ anh cũng không tha thứ cho anh. Anh bình tĩnh đi. Đồng chí Mạnh. Anh Mạnh đi. Tôi sẽ thành thật khai báo tất cả mọi chuyện, nhưng mà anh phải cho tôi gặp mẹ của tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết ai là người đã giao dịch trực tiếp với tôi từ đó tới giờ. Tôi đến gặp cậu không phải để thương lượng. Tôi đến gặp Hải Phương để trao quyết định này. Giấy gì vậy Phương? Anh Mạnh đích thân bảo lãnh anh được phép đi thăm mẹ ngay bây giờ. Tôi đã trách lầm anh Mạnh. Cảm ơn anh Mạnh. Thằng Nhí nó đã khai và đã nhận tội rồi. Nó nói nó làm nội gián cho Interpol đã được 4 năm. Hả? Cái gì vậy? Cái gì mà mày hốt hoảng như vậy? Tao thấy cuộc đời tao thì tao chó má, đuôi ông tay áo. Tao đối xử với nó tốt biết bao nhiêu, mà bây giờ nó lại bán đứng tao như vậy. Mấy em vô tập đi. Tập cho tốt vô, vô sexy vô nha. Chuẩn bị 2, 3. 1, cười tươi lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Anh say hả? Say cái gì mà say? Bây giờ tất cả mọi công việc sẽ được khởi động lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, nhanh tay lên. 5, 6, cái gì mà chậm như đua vậy? 8, nhanh lên. 2, 2, 3, 4. Kéo lên nè. Nè đó, đúng rồi đó. Vuốt gợi cảm lên. Cái gì mà vuốt cứng nhắc vậy? Vuốt sexy lên cho anh. Đúng rồi. Bố. Dạ. Cố gắng lên. Cái gì nữa? Sao còn đứng đây? Điện thoại cho Ali đi nhận công việc mới đi. Nhanh lên. Không phải anh ơi. Trời ơi, chưa có được đâu. Chắc an toàn chứ mà làm lại vậy. Tao cũng không biết nữa. Bây giờ ông Hùng gom tất cả các mối từ lớn tới nhỏ đi làm, bù đắp lại sự thất thoát lần này. Coi như là phải nay lưng ra làm việc để trả nợ. Tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tao hết. Bởi vì thằng Nhí á là đệ tử của tao mà. Thằng Nhí đâu rồi anh? Tao đã giao cho vợ chồng ông Tài xử nó rồi. Mày cãi chưa? Hả? Cho tôi. Tha hả? Tha nè. Quăng xuống hồ cá sấu cho tao. Dạ. Nhớ quăng giữa hồ nghe. Đừng quăng đừng bờ vỡ hết hồn của tao. Làm đi. Tha cho tôi. Đừng 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 tha cho tôi. Sao mày? Đừng tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Tôi xin ông đó. Ông tha cho nó đi. Mày hỏi mấy con cá sấu của tao kìa. Đừng, tôi xin bà, đừng tha cho nó đi. Tha cho tôi. Em thằng Dí lại đây. Cậu đã tìm ra tên nội gián chưa? Cứu em ơi Kiệt ơi. Tôi. Ai cũng biết thằng Dí chỉ là kẻ thế mạng thôi. Tôi khai, tôi khai. Sao bà lại nói vậy? Hỏi nó thì biết. Tôi khai mà, tôi khai. Mày có phải là Interpol không? Từ lúc bước chân vô đây, tôi đã là nội gián rồi. Vậy mà trà trộn vô đây để làm gì? Tôi trà trộn vô đây để tôi biết thời gian giao hàng chừng nào tôi báo công an bắt hết cả mày. Vậy sao lúc trước mày không báo? Đúng rồi. Tại tôi đợi cho chuyến sau số lượng hàng lớn hơn rồi tôi mới báo. Nếu chuyến kia mày không báo
Thì chuyến này lấy gì có hàng mà lớn hơn hả? Mày đủ láo hả? Tôi nói thiệt mà. Thì sao kêu nãy tao hỏi mày không trả lời? Tại lúc nãy tôi nghĩ chưa ra. Mà không có ai hỏi câu như ông hết trơn á. Ông hỏi lại đi, rồi tôi trả lời lại cho ông nghe. Ông tha cho tôi đi. Tôi khai hết cho. Bà cũng đã nghe thấy rồi đó. Nó bị đánh dữ quá cho nên nó nhận bừa. Bà tin tôi đi, thằng này không phải là nội gián đâu. Tôi biết rồi. Ngay từ đầu tôi biết là không phải là nó. Thằng này không có gan làm vậy đâu. Vậy tại sao bà còn xử nó? Mọi người cần giật thế thân để cho ông Hùng xả cơn giận hiện tại. Vậy bây giờ bà tính sao? Thời hạn 3 ngày của cậu chưa hết, cậu cứ tiếp tục điều tra đi. Thật sự bây giờ tôi đang rất là bế tắc, không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tối nay Ali sẽ gặp mặt một số anh em, cậu cứ tới đó xem xét. Cậu điều tra ra tên nội gián, tôi sẽ thả thằng Nhí. Còn bây giờ bà tính sao? Giam nó lại. Dạ. Tại sao bà lại giam nó? Đi mày. Đừng có bắt tôi quăng xuống cá sấu vậy. Đừng có bắt tôi. Tha cho tôi đi. Tại sao bà còn giam nó lại nữa? Đây. Bây giờ trong mắt mọi người, nó đã bị cá sấu ăn thịt rồi. Ông Hùng sẽ về Việt Nam trong tuần sau trên một chuyến tàu diễn dương. Tụi phải lo tiếp lón lại lũ và nhận phần thưởng phạt công bằng cho tất cả những chuyện lão qua. Sao ông để ông xử thằng Nhí luôn anh? Nó bị quan đó anh. Chuyện lo lại ông tài tính, mình can dự vô làm gì? Nếu họ đã giết thằng Nhí thì chắc chắn họ đã tìm ra bằng chứng. Cái chính bây giờ là mình phải tạo dựng lại từ đầu, từ những lơn hàng nhỏ nhất. Đây là cơ hội cho tụi bay chứng tỏ lòng trung thành với ông Hùng đó. Thằng lão chết nhát chạy trốn và chay ì lười biếng thì lỗi có mặt chuột da thôi. Thôi ra ngoài cho má. Có bị giảm lương không anh? Chắc là có. Phải công nhận anh là người bình tĩnh hơn hết thảy. Không điềm tĩnh thì làm được cái gì? Không lẽ chửi rủa lính như thằng Lâm, hoặc là cờ bạc giống thằng Hào hả? Hai ông kia có được một nửa sự cân bằng như anh thì tốt biết mấy. Cái nào cũng có cái hay cái dở, không ai hoàn hảo hết đâu mày ơi. Anh cũng nghĩ thằng Dí là nội gián à? Không, tội nghiệp cái thằng đó. Vậy anh nghĩ ai là nội gián? Hồi nãy mày có nhìn hết mặt mấy thằng trong đó không? Có, nhưng em không biết rõ tụi nó. Toàn là tụi thâm niên không đó, làm từ 3 năm trở lên, nhưng mà ít thằng nào trụ được 3 năm lắm. Một đi tù, hai là bị xử. À, thì ra là tụ tập để bàn về chuyện nội gián hả? Thằng Nhí chết rồi, bàn tán gì nữa. Dễ gì ông Hùng cho qua như vậy, bởi vì mọi chuyện bây giờ vẫn chưa rõ ràng mà. Đúng. Theo mày, thằng nào đáng nghi nhất? Em không biết. Mày thân với thằng Minh Giới cỡ nào? Bình thường thôi, chỉ là công việc thôi mà. Tao nghi ngờ thằng đó nhất. Anh nghĩ nó là nội gián sao? Phải. Nhưng thằng Á Lý cứ một mực bao che cho nó. Nó là người nơi tuyển, nó có mắt nhìn người. Tại sao anh lại nghĩ là nó? Tại vì trực giác thôi.
Mà sao lần này ông Trương Hùng về phu trương vậy? Trước giờ ông kính tiếng lắm mà. Theo mày thì sao? Ý của anh là thông minh lắm mà. Nói tao nghe coi. Tất cả cũng chỉ là cái bẫy. Phải. Tập hợp tất cả những người đã nghi ngờ nhất, cho cùng một thông tin giờ nhất, địa điểm. Công việc cũ, thông tin mới. Anh ơi, cho hỏi đi Sài Gòn đi đường nào anh? Anh rẽ lối này đi thẳng rồi hỏi tiếp. Đường này hả? Cảm ơn anh. Để đó tao theo dõi. Chị dạ. Nói là Lý, tao theo dõi nó. Dạ đi, em biết rồi. Tuần sau ông Hùng về Việt Nam. Là tao. Sao mày ở đây? Tất cả chỉ là cái bẫy. Là sao? Chuyện ông Hùng tuần sau về nước, đó chỉ là cái bẫy thôi. Mọi người đang nghi ngờ mày, thậm chí còn nghi mày là người của Interpol đó. Alo, mày anh nghe rõ không? Quỷ kế hoạch bẫy. Quỷ ngay xin nó đi. Mày sợ tao giống mày cái thời mà tao theo dõi mày hả? Không, bởi vì bây giờ mày nguy hiểm hơn tao nhiều. Vậy được không? Ủa, bà Hồng cho mày chừng nào tìm được thằng nội gián vậy? Ngày mai. Rồi mày tính sao? Tao cũng chưa biết nữa. Bà Hồng có đi cho mày nếu mà mày không làm được việc đâu. Tất nhiên. Nhưng không lẽ bây giờ mày nói tao bắt mày về trình diện bả hả? Mày bắt tao đi. Mày bắt tao đi. Mày bắt tao đi. Tao chưa đến nỗi bị khùng. Tao biết mày không nỡ. Từ ngày xưa là tao biết mày có dính dáng đến cảnh sát rồi. Vụ mấy cái sim này nè. Vậy tại sao mày không nói ngay từ đầu đi là tao với mày cùng một phe? Nói chi, sếp mày khác sếp tao. Bù ra.
Lâm. Bắt mấy em nó mặc đồng phục lên phục vụ ông như vậy hả Lâm? Lúc nào anh cũng nghĩ xấu về tôi hết. Mấy em hiểu ý tôi, cho nên tự nguyện mặc như vậy để cho tôi vui lòng, chứ tôi đâu có ép uổng gì đâu, đúng không mấy em? Dạ. Bất cứ thằng lão ông nào cũng phải ganh tị khi lên nhà của ông. Vậy sao? Hai em. Dạ. Để đó đi. Qua phục vụ anh Lý thiệt là nhiệt tình cho anh. Nhanh lên. Dạ. Làm cho anh vui nha, chứ mất công anh lại ganh tị đó. Thôi nè, vô vấn đề chính đi. Dạo này có nghe thằng Tài nói gì vấn đề nội gián gì không? Khoan lạ, mấy em. Dạ. Mấy em có phản anh không? Dạ không dạ. Dạ không dám. Sao mà dám được anh? Thoải mái đi. Ông Tài và bà Hồng không có lá lòng gì tới chuyện đó. Kể từ khi ông Lâm giao thằng Nhí để cho họ thả cho cá sấu ăn. Tội nghiệp thằng Nhí, khi không có chịu tiếng quan. Nếu tôi là ông á, tôi không giao thằng Nhí cho bọn kia đâu. Nói thì dễ, trong trường hợp của ông Lâm thì không làm thì không có lượt đâu. Bắt nó trong nhà, kêu bọn kia giải trình rõ ràng, làm sao nó dám xông vô bắt người. Làm như vậy thì căng thẳng quá, khác nào mình chống lối với ông Hùng chỉ vì một thằng ranh. Không phải là thằng ranh, mà là đàn em thân cận của mình, mình phải bảo vệ nó chứ. Nếu là ông cũng phải làm như vậy thôi. Chưa chắc. Tôi hỏi ông nè, nếu tôi bắt ông giao thằng Minh ra để cho bọn kia nó thả cho cái sáu ăn thịt, ông có giao không? Thằng Minh thì liên quan gì ở đây? Trong những đứa bị tình nghi, thằng Minh là đáng nghi ngờ nhất. Ý ông là sao? Ý ông nói là tôi bao che cho tội lỗi gián à? Ông nói chứ tôi không có nói nghe. Nếu ông không có ý lo thì tại sao lại xóc xỉa tôi? Thôi đi. Hai ông làm cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào lớn tiếng với nhau vậy? Hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau mà ồn ào giống như mấy con đàn bà. Ông nói ai là bà? Ý tôi nói là hai người bình tĩnh đi. Có gì đâu mà căng thẳng lớn tiếng với nhau vậy? Mấy em, cô muốn anh đuổi việc hay không? Dạ không. Sao để anh Lý bực bội như vậy? Thôi, tôi nghĩ là đừng nhắc tới vụ thằng Nhí nữa. Theo như mày, bây giờ là đứa nào đáng nghi ngờ nhất? Thằng Dũng Ngọc. Cái thằng tự xưng là con rể của ông trùm chuyển hàng A Toàn. Tôi biết thằng đó. Tôi nói tới lấy hàng chưa? Rồi. Trước khi ông Hùng có loại vận chuyển hàng viên thì ông phụ thuộc vào loại vận chuyển của A Toàn, một người dân tộc có số má ở biên giới Việt Lào. Sao rồi? Tắt đường rồi đại ca. Để tao. Thằng Dũng Mộp tự xưng với mọi người nó là con rể của A Toàn. Nó nói là nó từng đi bộ đội trước khi về làng làm xã đội trưởng trong thôn của cha vợ, và còn được giao làm quản lý khu quân dụng, cho nên nó rất rành về vũ khí. Tụi bay coi tao nè, bấm một cái là có đường liền. Con thưa, mấy bay làm gì vậy hả? Chết nhát hả? Đứng dậy, nhanh lên. Thằng nào chết ta đền mạng cho. Đi. Ngay khi nó gia nhập vào gia đình cha vợ, dường như nó có đất dụng võ và tạo nên tên tuổi, khiến cho A Toàn như một con hổ mọc thêm cánh. Lúc đó nhiều ông trùm có tiếng ở vùng xuôi nghe tiếng và lên hợp tác. Cha con họ làm độc quyền chuyển hàng ở vùng biên giới Việt Lào gần chục năm liền. Dũng Ộp không chỉ nổi tiếng nhờ kiến thức sử dụng vũ khí, mà còn vì bản chất bất cần và thói xài tiền như nước của nó.
cách lấy mười mấy lăm, mà lôi dép lo mang cũng đã mười mấy triệu. Quần áo thì là không bao giờ dưới vài ngàn lô. Lồng hồ và dây chuyền thì toàn là hàng hiệu, thứ mà chỉ có ca sĩ và diễn viên nổi tiếng hoặc là mấy nhà tài phiệt mới dám sử dụng. Có lần ló ly từ Sơn La vào Sài Gòn lấy du hí, vì không biết lượng nên mỗi lần ló xuống xe hỏi lượng nó phải bóc da 5 triệu. Tổng cộng chuyên ly lo nó phải tốn cả 100 triệu để hỏi lượng. Nhưng sau khi cha vợ của hắn hết thời thì thời gian son của hắn cũng tàn, và hắn trở thành đối tượng truy nã đặc biệt của lực lượng phòng chống ma túy khu vực giáp biên giới Việt Lào. Hướng ơi, nhanh lên! Theo! Nhanh lên! Thank you.